mình đã thật sự ấn tượng với Quy Nhơn, vùng đất mang vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ. Và vì quá mê cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp ở vùng đất này, nhà mình đã từ trung tâm Quy Nhơn đến xã Nhân Lý, nơi có làng bích họa thơ mộng, kề bên eo gió hùng vĩ. Nhà mình đã có dịp trải nghiệm một homestay giá rẻ nhưng vô cùng dễ thương, với những bức tranh tường nổi bật đầy màu sắc. Bên cạnh đó, những bữa sáng đã được tính trong giá phòng với đầy đủ dinh dưỡng, nhiều rau củ được bày biện bắt mắt, cùng những thức uống thơm ngon mang lại trải nghiệm tuyệt vời. Trong khung cảnh hoàng hôn thanh bình, bạn sẽ cùng nhà mình khám phá một nhà hàng view biển mang phong cách địa trung hải xinh đẹp và thưởng thức những món đặc sản với mức giá vô cùng hợp lý. Chào mừng bạn đến kênh Gia đình Vivu. Bạn hãy đăng ký kênh để đồng hành cùng với nhà mình và có thêm nhiều kinh nghiệm du lịch hữu ích. Bây giờ, hành trình khám phá Quy Nhơn phần 4 xin được phép bắt đầu. Nhà mình đã di chuyển tới khu vực làng chài Nhân Lý mọi người, và bây giờ mình sẽ lấy phòng ở Eden Homestay Home and Coffee nha. Rất là dễ thương luôn và giá phòng ở đây cực kỳ mềm, mình chỉ có mất 450 đến 500 ngàn đã có bao gồm buổi sáng cho một phòng 4 người. Eden Home và cà phê Quy Nhơn nằm ở ngoại ô thành phố Quy Nhơn thuộc xã Nhân Lý. Không có vị trí thuận lợi, chỉ 5 phút đi bộ là đến làng chài Nhân Lý, nơi được mệnh danh là ngôi làng bích họa thơ mộng giữa biển trời Quy Nhơn. Và chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ là đến eo gió Quy Nhơn, là một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất nhì xứ Nẩu thời điểm hiện tại. Vì phải chạy xe hơn 30 phút từ trung tâm Quy Nhơn để đến các điểm tham quan tại eo gió, nhà mình đã chọn nghỉ tại Eden Home và cà phê trong 3 ngày 2 đêm. Bây giờ mình sẽ đi cầu thang bộ lên nha mọi người, bởi vì không có thang máy. Mặc dù là mình không có thang để vận chuyển hành khách lên, nhưng mà mình sẽ có thang để vận chuyển hành lý lên bằng cái thang vận chuyển hàng hóa này. Cho nên cũng ổn, tại vì mình có thể đi bộ lên được. Đây là phòng của tụi mình. Đây, 302 tên là Vẹt Ngủ Sắc. Parrot's Room. À, Parrot's Room. Yeah. Rồi. Có chỗ để dép rồi ha. Đây, bên né ra cho có bố. Có chỗ để dép đàng hoàng. Đây là phòng 4 người. Có ngồi. Nhìn rất là có cảm giác ở nhà. Có con vẹt đẹp ghê cha. Đây là tranh vẽ tường đó mọi người, để vẽ ra một bức tranh vẽ tường là chi phí không nhỏ đâu nha. Bởi vì mời những họa sĩ vẽ tường mới vẽ được những cái tranh như vậy, chứ không phải mình quẹt tùm lum đâu. Bây giờ những cái tranh canvas á, tính ra vậy mà decor sẽ rẻ hơn những cái tranh bức tranh vẽ tường như vậy. Bởi vì tranh vẽ tường là phải nhờ những bạn họa sĩ vẽ. Phòng 2 giường lớn, một giường 1m6, một giường 1m8. Cái này cũng là một cái dạng cái bồn lavabo ở bên ngoài, phòng tắm riêng và phòng toilet riêng, nhưng mà mình rất là thích kiểu này nha, bởi vì họ đã ngăn cách ra bởi một cái không gian riêng để mà nó không có văng nước tùm lum, và nó có một cái thảm ở đây. Nói chung là thiết kế tương tự như nhau, nhưng mà cái cách phối cảnh và bày trí nó làm cho mình có cảm giác thấy nó rất là thông minh đó. Nói chung là với một cái giá như vậy thì mình cảm thấy rất là hợp lý nha mọi người, bởi vì giá rất là rẻ và thỏa mãn hết những cái nhu cầu cần thiết của gia đình mình. Vì một cái chuyến đi rất là dài, tụi mình đi chơi rất là nhiều, tụi mình không thể nào mà lãng phí một cái đêm mà quá sang trọng đắt tiền thì mình sẽ không ở được nhiều ngày. Trong khi tụi mình đi dài ngày là hơn 10 ngày lận thì cái chi phí đó nó sẽ là một cái chi phí rất là lớn. Đây, sao em thích phòng này không con? Thích quá trời luôn. Có gì mà thích vậy? Thiên nhạc, có tivi, mới lạnh mát quá. Bắp thích không bắp? Bắp thích cái hồ cá ở dưới. Chiếc Smart TV trong phòng cũng đáp ứng đầy đủ nhu cầu giải trí. Điểm đặc biệt của Home là không gian sinh hoạt chung ở tầng 1. Đây là một quán cà phê rộng và thoáng mát, có nhiều chi tiết trang trí dễ thương. Và điểm nhấn đặc biệt tại đây đó là hồ cá koi kéo dài xuyên suốt phía trước của Home. Lượm vẫn được. Bắp lại bắp, bố lại bắp. Coi lại chào bố đi. Chào bố nha, chào bố. Bác
sự tiện dụng mà mình rất là thích ở đây đó là ở dưới cái home là có cà phê lẫn ăn uống, ăn vặt đồ này kia, và có một cái quầy kem giá cả rất là phải chăng nha. Một cây kem có 10.000 thôi và bé Bin đã tiên nó từ ngay khi mà bước vô cửa rồi. Nước trà bưởi hồng, trà ổi hồng với lại một cái cà phê muối cho bố. Hấp dẫn cà phê muối luôn. Ừ. Wow, nhìn cái bao qua cái lượng này đỏ hấp dẫn quá ha. Menu rất là đặc sắc. Bảo đảm con nít nhìn vô là mê liền. Có chút xích kịch rồi đó này. Có bánh kem nữa kìa. Vậy là ở đây là không sợ bị đói nha. Đó. Còn bên này là cái tủ kem rất là nhiều loại. Là ở một cái nơi mà mình cảm thấy rất là tiện dụng thì quá hợp lý rồi, không còn gì mà dành cho gia đình mà tốt hơn hết. Có cái loại kia là loại kem đặc biệt của ta. Loại kia là loại hũ á. Không gian cà phê ở đây xây dựng rất là đẹp mọi người, bởi vì ở ngoài là một cái hồ cá coi để mà giảm nhiệt á, bởi vì cái vùng này và mùa hè rất cũng rất là nóng á, hồi sáng giờ mình đi cũng khá là nóng mà may là có mưa đó nha. Còn vùng mình nếu mà ngày nắng không thì chắc là cũng khó thở luôn á, nhưng mà bù lại bước vào cái không gian này thì cái cảm giác nó dễ chịu. Bây giờ mời các bạn thử các thức uống của quán cùng nhà mình nhé. Về mặt nhãn quan là rất là đầy đặn và nhìn là thấy hấp dẫn rồi, nhìn thấy ngon rồi. Đi trưa nắng mà uống cái này là không còn gì bằng hết. Với lại nhất là cái viên này nè mọi người, trân châu trong cái trà này á, cái nước trong đó cũng là nước ổi luôn á, cho nên rất là ngon luôn á. Lần đầu tiên mình ăn cái viên mà nó gọi là viên hoàng kim này, mình ăn vô là mình có cảm giác như mình ăn sinh tố ổi. Ngon. Bây giờ mình sẽ thử uống cà phê muối. Đây mọi người nhìn nó cũng hấp dẫn lắm nha. Ở trên là lớp muối, ở dưới là cà phê. Nếu mà cái loại này mà ngon thì ở đây rất là lý tưởng luôn nha. Wow, bất ngờ. Cà phê muối đầy ngon. Đó mọi người thấy được cái lớp kem. Đó, lớp kem muối này rất là hấp dẫn. Cái khách sạn nào mà ở bên dưới có cà phê là nhà mình cực kỳ thích. Bởi vì khi mà mình về đó, khi mệt mỏi mình nghỉ ngơi thì mình xuống mình có không gian cà phê, mình ngồi mình thư giãn, mình uống một ly nước ngon lành thì mình cảm thấy rất là thích. Nhà mình thì thích là cà phê Chú Long nhất. Nếu cà phê Chú Long là 10 điểm thì cà phê ở đây khoảng 8 điểm rưỡi, 9 điểm nha. Thức uống của quán cũng rất đa dạng và phong phú. Nhà mình quay lại các món thông dụng có đầy đủ giá cả. Mời các bạn tham khảo nha. Thật sự nhà mình rất bất ngờ mà rất thích cái quán cà phê ở dưới cái home này. Eden Home còn nhiều điều hấp dẫn để khám phá, nhưng nhà mình đã đói bụng rồi, cho nên nhà mình sẽ đưa bạn đi ra ngoài, hít thở gió biển và ăn tối tại một nơi rất đặc biệt. Hoàng Thao Sea View là một trong những nhà hàng hải sản lâu đời và nổi tiếng tại Quy Nhơn. Nhà hàng gây được sự chú ý bởi biểu tượng ngọn hải đăng cùng phong cách thiết kế Santorini độc đáo. Lần đầu tiên đến với Hoàng Thao Sea View, nhà mình khá bất ngờ với quy mô của nhà hàng. Không gian bên trong quán rất rộng, được thiết kế trang nhã, hài hòa với hai màu xanh dương và trắng làm chủ đạo. Không gian ngoài trời đặc biệt ấn tượng với phong cách thiết kế đậm chất thiên đường du lịch Santorini. Những bộ bàn ghế gỗ trắng tinh cùng những ô cửa nhỏ cách điệu xinh xắn là phông nền hoàn hảo cho ngọn hải đăng mang phong cách châu Âu. Khu vực bên ngoài có 2 tầng, sau một lúc phân vân, nhà mình chọn tầng dưới gần với ngọn hải đăng. Đây cũng có lẽ là nơi có view đẹp nhất. Nhà mình có thể khẳng định khi đến với nhà hàng Hoàng Thao là bạn đang được chiêm ngưỡng không gian hướng biển đẹp nhất tại Nhân Lý. Trong lúc chờ đợi chế biến món ăn, nhà mình sẽ đưa bạn đi xem các loại hải sản của nhà hàng nha. Men theo cầu thang sát bên ngọn hải đăng, nhà mình xuống đến khu vực lựa chọn hải sản. Choáng ngợp
cập là ấn tượng đầu tiên của nhà mình khi đứng trước rất nhiều loại hải sản cỡ lớn hấp dẫn vô cùng. Không khí tại đây cũng hết sức náo nhiệt, các anh nhân viên làm việc luôn tay, bắt các loại hải sản tươi ngon theo yêu cầu của thực khách lần lượt được đưa lên bàn cân. Giá cả trên cái menu của mọi người mình chưa có hình dung được thì mình thấy là nó hơi nhỉnh hơn những cái nhà hàng mà mình hay ăn. Nhưng mà khi mà mình xuống tới đây rồi mình nhìn thấy những cái đồ mặt hàng tươi sống ở đây á, đang bơi sống nha, rất là mạnh khỏe, thì mình mới xác định là giá đó không có cao đâu nha mọi người. Giá đó gọi là rất là hợp lý luôn, bởi vì những cái kích thước của cái con ở đây nó to hơn những cái kích thước của con bình thường mà mình ăn trong Sài Gòn, mà cái giá ở trong Sài Gòn nó đã là giá này rồi, huống chi là một cái con to hơn, đúng không mọi người, hình dung không? Đây là con cá bò giáp, rất là đặc biệt luôn. Và nhum, mình lần đầu tiên mình thấy giá nhum tươi sống mà rẻ như vậy, 35.000 một con. Mọi người phải công nhận là khi ăn rồi, khi nhìn thấy những cái con mà đang bơi như vậy rồi, mình mới cảm thấy giá ở đây rất là đúng giá luôn á, không có cao đâu nha mọi người. Mọi người nên thử nha, bởi vì mình thấy khách du lịch người nước ngoài vô đây là nhìn mấy cái con to như vậy họ rất là mê, bởi vì ở bên nước ngoài á, những cái con mà size đại như vậy á, thường sẽ không ăn nổi luôn á, mắc tiền lắm. Vào buổi tối, nhà hàng Hoàng Thao tràn ngập ánh đèn vàng bên cạnh bờ biển tuyệt đẹp, tạo nên không khí mang theo hơi thở Địa Trung Hải. Nhà mình vừa về đến bàn, cũng là lúc các món ăn được dọn lên. Với cái quy mô và địa thế của nhà hàng lớn và đẹp như vậy thì dĩ nhiên là giá hải sản nó sẽ là mặt bằng chung của tất cả các nhà hàng mọi người, nó không quá rẻ nha, nhưng mà vẫn có những món rất là bình thường mình ăn mình chấp nhận được, bởi vì giống như những cái món như cá kho tộ thì vẫn là giá 120.000, một phần súp thì là 30.000, tức là so với lại những cái hải sản sống thì giá nó sẽ cao hơn mặt bằng ở bên ngoài những cái quán nhỏ hơn hoặc là ngay cái những cái chợ hải sản, nhưng mà những cái món mà bình thường để mình có thể ăn cơm thì giá vẫn rất là hợp lý. Mình đã kêu một chén súp cua với lại bắp để cho em bé ăn nè, rồi kêu hai con nhum biển, hai con sò mai, với lại một cái lẩu hải sản và một phần chả ram tôm đất đặc sản của Bình Định. Súp bắp cua rất đậm vị hải sản và nhiều thịt cua, hương vị thơm ngon. Đây là chả ram tôm đất đặc sản, sẽ cuốn với cải bẹ xanh. Vị mà cuốn với cà bè xanh nó ăn nó ngon hơn bình thường so với mình ăn không á mọi người, nó ra một cái vị hoàn toàn khác, nó hăng hăng và có mùi cay cay. Mình rất là thích cái vị hăng hăng của cải bè xanh mọi người. Chả ram ở đây đúng là ngon thiệt á. Nói chung khu vực Quy Nhơn này á, mình thấy ăn cái chả ram ở đâu mình thấy cũng ngon hết. Mà ở đây thì con tôm rất là tươi ở trong cái chả ram á, cho nên ăn vô là thấy cái vị tôm rất là nhiều. Và hôm nay là mình kêu con còi mai. Bản thân mình, theo cá nhân mình thì mình thích ăn cái thịt của con sò dương hơn, bởi vì mình không có thích hậu của cái con này. Thì thật ra là do cái cá nhân, sở thích cá nhân của mỗi người nó sẽ khác nhau. Mình không thể nào mà mình nói là nó không ngon được, bởi vì cái con này rất là nhiều người thích nha. Cái vị mà muối ớt xanh ở đây làm ra mình thấy khá ngon á. Còi mai rất là tươi và con to, rất là ngon thịt mọi người, khá ngon. Nhưng mà mình là người không có thích ăn dai quá á, tại vì cái con này cái thịt nó hơi dai. Nhưng mà người ta nướng như vậy là rất ngon á, cái mỡ hành và đậu phộng ở đây cũng ngon. Cái vị nước mắm này là ở cái chỗ bảo tàng nước mắm á, thấy cái vị nó giống như vậy, nó có hơi cay cay. Mình thấy hơi cay cay chứ thật ra nó mặn. Mình sẽ ăn cầu gai hay còn gọi là nhum muối ớt xanh, cho mình rưới lên. Trời ơi, rưới khó quá. Ngon quá. Con nhum này rất tươi, mình ăn có cảm giác như là đang ăn trứng mềm lắm.
cùng món chính của bữa tối cũng lên tới, món lẩu nấm hải sản. Đây là các thành phần nhúng lẩu của cái lẩu hải sản 350 đây mọi người, tôm rất lớn nè. Đó, ở đây là có một khứa cá bớp, đây là ngao mọi người, cái này nấm sò lùa vậy đó. Cá viên, các bé sẽ rất là thích cá viên nha. Có một ít mực ở góc này và ở giữa là đậu hũ nha. Thì ở đây là ăn lẩu hải sản với bún. Đây, nhà hàng đã cắt bún ra cho nên mình rất là dễ gấp thành từng phần. Đó, nhà mình sẽ để tôm vào. Với cá bớp lớn thì dễ vẽ lắm, khá dày ha. Thì đây là lẩu nấm hải sản mà, cho nên trong nước dùng là mình có để sẵn nhiều nấm rồi. Mình sẽ thử một chút bún và nước. Cái mùi hải sản nó quện vào cọng bún, ngon nha. Bây giờ mình sẽ chấm nước mắm mà bé Vin khen. Hôm bữa nhà mình đi Phan Thiết thì có ghé bảo tàng nước mắm Phan Thiết, thì bé Vin có nếm thử nước mắm rồi đó. Đây, một miếng mực đã chấm nước mắm. Mực dai lắm nha mọi người, tươi. Bởi vậy cái vùng biển mình ăn ngay bãi biển luôn mà, cho nên hải sản ở đây thì mọi người không phải lo, rất ngon. Đây là lẩu nấm mà, cho nên mình ăn mình thấy nước thanh và thơm lắm. Con tôm hồi nãy mình bóc vỏ và mình cảm nhận được rất là tươi. Đúng là hải sản tươi mà ăn với nước mắm không là mình cũng thấy là nó là cực phẩm mà. Tôm rất ngon. Cá bớp thì không phải là cái con cá mà nhà mình thích lắm đâu, nhưng mà khi mà nó tươi thì nói chung hải sản tươi thì cái gì cũng ngon cả. Đây, đây là một cái miếng cá bớp khá dày. Cái mùi cá bớp nó đậm đậm, ngon. Wow, thật sự ra mà thưởng thức một cái lẩu hải sản với giá 350 mà đầy đủ như vậy thì quá ngon. Nhà mình rất hài lòng với bữa tối tại Hoàng Thao Sea View, một nhà hàng thiết kế đẹp, không gian rộng thoáng và view biển cực chill, mà giá cả lại rất hợp lý, phù hợp với gia đình như nhà mình. Sáng hôm sau, nhà mình thức dậy tinh thần vô cùng sảng khoái vì có một giấc ngủ ngon. Đã đến lúc nhà mình review bữa sáng của Eden Home. Bữa sáng đã được tính kèm trong giá phòng. Thực đơn bữa sáng được thiết kế bắt mắt với 6 món chính để bạn lựa chọn. Cùng với đó là 7 loại thức uống với đầy đủ trà và cà phê. Mình ăn cái gì đây? Mình sẽ ăn mì Ý. Mì Ý hả? Rồi, ăn thử đi. Phải trộn lên. Bố thấy hơi hấp dẫn ha. Nhiều quá. Nhiều quá ăn hết sao? Hết luôn. Hết luôn hả? Trời, ăn dữ. Ngon. Ngon quá hả? À, anh Bin nè, muốn ăn cái em này nè, anh Bin cho mẹ mí đi. Đây là bà ăn sandwich ngũ cốc. À, cái này trên thực đơn ghi như vậy nè, có sandwich nè, có trứng nè, xúc xích, các loại rau, dưa leo, cà chua, salad. Bữa sáng tại Eden Home khá chất lượng, mỗi phần ăn có khá nhiều rau củ và được bày biện đẹp mắt là điểm cộng lớn. Ngoài ra các thức uống cũng hợp gu nhà mình. Sao? Cam ngọt không? Chua. Chua, có vitamin C. Ngon. Tuy nhiên, nếu bạn muốn khám phá ẩm thực nhân lý vào buổi sáng thì vẫn có một địa điểm rất hấp dẫn nha. Hai vợ chồng mình đang đi ra chợ mọi người ơi, khám phá chợ của làng chài Nhân Lý, chợ Nhân Lý đó mọi người, để mà mình mua đồ ăn sáng, bánh xèo ở đây mình thấy rất là ngon, ở đây còn có món bún rất là hấp dẫn nữa. Mọi người đồng hành cùng với gia đình mình nha. Từ Eden Home đi bộ ra chợ Nhân Lý chỉ mất 5 phút. Bánh xèo mực là món đặc sản trứ danh của Quy Nhơn và Nhân Lý cũng là nơi bạn có thể thưởng thức món ngon này với hương vị trọn vẹn nhất. Còn mực không cô? Mặt sát mực này hả? Giờ còn bánh chay à hả? Bánh gà, bánh tôm thịt hả?
Đây là nước ép cà chua với cà rốt mọi người. Mình đi mình phải bổ sung vitamin để mà có đầy đủ chất dinh dưỡng để mà mình đi những cái chặng đường rất là chua. Tính ra là rất là chua bởi vì ai mà đi say sóng á, mấy bữa mà tụi mình đi đảo nhiều quá hơi bị say sóng mọi người, thì nó cũng cần phải bổ sung nhiều khoáng chất á. Cái hôm này á tụi mình ở thì có một số vật dụng giống như ở trong nhà tắm á mọi người, nó hơi xuống cấp rồi á, nhưng mà bù lại thì cái giá nó rất là rẻ cho nên mình vẫn cảm thấy rất là hợp lý nha. Và cái tiện lợi nhất là nó ở gần khu chợ, mình đi bộ ra chỉ mất có 3 phút là mình có thể ăn một bữa sáng rất là dân dã. Rồi mình gọi bánh xèo tôm với là bánh xèo thịt mọi người, bởi vì mình ra hơi trễ. Ở cái khu chợ này những cái đồ ăn ngon buổi sáng như bánh xèo mà có mực tươi, mực nhảy, mực nhỏ đó mọi người thì phải đi thật là sớm nha, bởi vì đi trễ là sẽ không còn để ăn nữa. Mình sẽ pha nước chấm là gồm có cái ớt hèo nè, ớt hèo của người ta miền Trung này rất là ngon nè, và nước mắm pha. Nếu mà ai chưa thấy đủ vị thì mình có thể thêm một ít nước mắm mặn. Ở đây bánh xèo người ta úp lại mọi người cho nên là đây mình dở lên cho coi nha. Đây tôm biển. Là ở đây ở làng chài này người ta ăn bánh xèo với là bánh tráng mọi người. Cuốn bánh tráng vô xong rồi cuốn một thành một cuốn để ăn. Mình thấy người địa phương ở đây người ta ăn là người ta cuốn nguyên một cái luôn á mọi người. Cuốn một cái vô cái cuốn luôn á để ăn luôn. Cho nên mình cũng bắt chước nha. Thấy mấy bạn người dân ở đây nè, người ta ra ăn là người ta làm vậy. Bánh tráng ở đây người ta làm thấy dày á mọi người, nhưng mà rất là dẻo, để cho nó đừng có rách. Bánh ngon, bánh với lại vị thịt ra rất là ngon. Nhà mình hai vợ chồng mới ăn sáng bánh xèo xong mọi người ơi, với giá rất là rẻ. Bánh xèo thịt 4 ngàn, bánh xèo mực 10 ngàn. Cổ mới nói giá mọi người. Dạ. Tất cả hai chồng mình ăn có 54 ngàn thôi. Thì bánh chay có nghĩa là bánh bột với giá không có 2 ngàn thôi. Còn ít thịt thì 4 ngàn. Còn nhiều thịt với tôm á thì là 10 ngàn. Mọi người đi du lịch làng chài Nhân Lý ở Quy Nhơn á thì không nên bỏ qua đi bộ ra chợ ăn bánh xèo. Giá cả rất là phải chăng mà có một bữa sáng ngon lành nữa. Có thể nói là đầy đủ dinh dưỡng mà với giá rất là hời. Mà nhớ đi sớm để có thể ăn mực nữa nha. Hành trình khám phá Quy Nhơn của nhà mình xin tạm dừng tại đây. Mong rằng đã mang đến cho bạn những thông tin hữu ích. Đừng quên đăng ký kênh Gia đình Vivu để cùng đi du lịch với nhà mình và không bỏ lỡ những điểm đến mới lạ, nhiều món ăn hấp dẫn trong các clip sau. Còn bây giờ, gia đình Vivu xin chào và hẹn gặp lại.